Rồi, tiếp tục cái ông Quậy. Hôm nay con giới thiệu ông Quậy cái gương siêu phẩm đó, thì ông Quậy thấy cái gương đó như thế nào? Con gương đó trị giá 17 triệu. Được không? Giá cao không? Bây giờ nó thánh nhất cháu hồn. Thánh luôn đi. Hôm nay là ông Quậy trên 70 tuổi mà chưa từng thấy cái gương nào như gương. Tại bây giờ ông Quậy đang đeo. 17 triệu thì có cao quá. Gương này 17 triệu. Cao 17 không? Triệu. Thì mơ bấy chịu có cho cái gương. Chưa chắc là bao giờ có. Chưa chắc ai có này. Hả? Ok. Chứ cái chỗ con có đúng không? Có, đúng. Rồi, mà nhìn nhớ là chuyện cũ đi. Bữa ông Quậy cho chiến bốn đó là ông Quậy với các cháu theo luôn đó, là theo đi đấu rồi. Bây giờ là hôm nay là con thấy không khí nó cũng ok đấy. Mình có nên lái lại không? Nên lái lại. Lái lại đúng không? Cho con ông Quậy với các cháu được cái ngành. Bớt khó khăn đó. Đúng. Giờ con hỏi Quậy này, Quậy trả lời thật lòng nha. Rồi. Quậy có muốn các cháu nó làm rạng danh gia đình không? Muốn. Quậy có muốn các cháu với Quậy là công thành nhận tội không? Muốn. Thế thì Quậy cho một con số chuẩn chiều nay Quậy nhé. Ok. Rồi bây giờ mình quay việc luôn nha. Chiều nay là đài Phú Yên. Ông Quậy cho một con số để các cháu làm rạng danh gia đình đi. Có gì? Ông Quậy cho con số 14. Ông Quậy với các cháu rạng danh. Rạng tiền không? Rạng tiền. Chắc chắn rạng tiền đúng không? Chắc chắn. Chứ không như bữa là không được nha. Ok. Tự tin luôn nha. Tự tin. Bắt tiền Quậy cái này. Bắt tiền. Nếu mà không nổ nó là bỏ luôn. Không bỏ. Làm vừa cái đồ số này nha. Ok. Đi qua bao nhiêu tháng trong. Giờ đây chính ra lọ vết sẽ biến hẳn. Luôn đẹp. Chúa.